Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review luyện khí 10 vạn năm tập 64. Ở cuối tập trước, sau khi Từ Dương tiêu diệt được thập lão Thiên Kiếm Thánh Địa, thì toàn bộ cho người Thiên Kiếm Thánh Địa đã đồng ý quy thuận gia nhập Thiên Lam Tông. Trước mắt phải tu bổ lại Thiên Kiếm Thánh Địa vì cuộc chiến giữa Từ Dương và thập lão đã tạo ra một mớ hỗn độn. Mọi người theo dõi diễn biến tập này nhé! Trong vòng 7 ngày qua, toàn bộ tu sĩ Thiên Kiếm Thánh Địa đã tham gia vào công tác tu bổ chiến trường. Công việc này được tiến hành một cách có trật tự dưới sự chỉ đạo của Đại trưởng lão. Từ Dương và các đồng môn đang tìm kiếm manh mối liên quan đến bí mật của Tam Thiên Đạo Châu trong tâm hải của Linh Giao. Tuy nhiên, những gì họ nhìn thấy là rất mơ hồ và kém xa so với ký ức của Liên Tuyết. Có lẽ do linh hồn của Linh Giao chưa hoàn toàn phục hồi sau khi Bảo Ngọc trở lại thân thể. Nhưng Bạch Liên Tuyết hy vọng rằng sau vài ngày nữa sẽ tốt lên. Ba người quyết định trở về Thiên Lam Tông sau khi công việc ở Thiên Kiếm Thánh Địa hoàn thành để điều tra Tam Thiên Đạo Châu và Long Tàng. Khi Trình bay xuống, Thiên Tài Thanh Thù đã rất háo hức chờ đợi, cô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa chỉ khi có Từ Dương bên cạnh. Lăng Thanh Thù được an ủi khi Từ Dương nói rằng đã đến thời gian quay trở lại. Hoàng Thiên cũng vui mừng khi thấy cả hai đã trở về. Bạch Liên Tuyết hiện ra một nụ cười yếu ớt, nhìn thẳng vào Từ Dương với ánh mắt sâu lắng. Tình cảm giữa họ không cần nhiều lời để diễn tả. Lần này khi ta trở về, ta muốn nói rõ một số chuyện trước khi đi tới Tam Thiên Đạo Châu. Ta biết ngay là con ngươi của ngươi có việc quan trọng phải làm. Nhưng sau khi được Hoàng Thiên khuyên bảo, hãy đưa Thanh Thủ đi cùng. Trái tim và suy nghĩ của con đều chỉ xoay quanh nàng và ta tựa như đau lòng khi thấy nàng. Lời của Hoàng Thiên rất chính xác, với sự giúp đỡ từ anh ta, Từ Dương không có lựa chọn khác. Thực ra trong lòng anh ấy rất yêu quý Lăng Thanh Thủ. Mặc dù tuổi tác hai người chênh lệch xa nhau, nhưng tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng. Vậy thì Lăng Thanh Thù, bạn sẽ đi Tam Thiên Đạo Châu cùng ba chúng ta hay sao? Hoàng Thiên mỉm cười, ta không đi, ta sẽ ở lại để giúp đỡ con. Khi có ta ở đây, con hãy yên tâm, không có vấn đề gì xảy ra. Từ Dương dùng mình khi nghe điều này. Anh biết Hoàng Thiên lão tổ không nói chuyện dễ như vậy, chỉ vì muốn tiếp cận một bí mật nào đó. Hoàng Thiên giải thích, ta không phải làm phiền con. Hoàng Thiên anh ta coi trọng việc canh giữ của con và đã quen dùng Thanh Thủ để bế quan. Trong vài ngày qua, anh ta đã thấy thoải mái khi tu luyện trong căn phòng đó. Với tôi, hãy để anh ta ở lại Thiên Lam Tông. Từ Dương hiểu, vậy cũng được. Con hãy tiếp tục tu luyện và hy vọng rằng khi chúng ta trở về sau này, con có thể trở thành người mạnh nhất Tề Châu. Hoàng Thiên tự tin khẳng định, được rồi. Linh thuyền bay cao trên bầu trời, Từ Dương cùng ba người phụ nữ xinh đẹp bước vào cuộc hành trình mới của mình. Như hai cũng biết, việc khám phá bản đồ mới của Tam Thiên Đạo Châu là một cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Nhưng Từ Dương chẳng nghĩ rằng anh sẽ tiếp xúc với những bí mật kinh thiên động địa như vậy ở khu vực này, liên quan trực tiếp tới sự tồn tại của toàn bộ lục địa. Trong những ngày đi, Từ Dương thấy cuộc sống thoải mái cực điểm và giống như thần tiên. Anh ta chỉ việc nằm trên ghế thái sư, Bạch Liên Tuyết chơi đàn, Lăng Thanh Thủ pha trà và lo toan cho anh. Cuộc sống quá tuyệt vời. Bạch Liên Tuyết và ba người thầy trò của Từ Dương đã có cơ hội đi ra ngoài Thiên Kiếm Thánh Địa để khám phá đại lục. Trong suốt vạn năm, không ai biết được những chân lý đã thu hoạch được trong cuộc sống. Bạch Liên Tuyết muốn tìm kiếm sự giác ngộ và hy vọng gặp phải kỳ ngộ khi đi Tam Thiên Đạo Châu. Lăng Thanh Thủ cam kết sẽ bảo vệ ba người một cách an toàn. Khi linh thuyền bị ánh sáng chói lóa quét qua, Từ Dương và nhóm của ông ta cảm thấy kinh hãi. Họ tò mò muốn biết ai là người có khả năng này và quyết định tiến lại gần linh thuyền để xem rõ hơn. Hàn quang tập trung vào Từ Dương, khiến ông ta quyết định tiếp tục di chuyển để gặp đại thần này. Một người lạ mặt xuất hiện trong linh thuyền, với chiếc áo choàng đen và một chiếc mặt nạ che kín gương mặt của họ, mang lại cảm giác ma quái và bí ẩn. Các hạ chính là Từ Dương ở Tề Châu đúng không? Mấy vị này phân biệt là lão tổ Thiên Lam Tông cùng với thánh chủ Thiên Kiếm Thánh Địa. Thất kính, thất kính. Mấy người Từ Dương nhất thời sinh ra một tia cảnh giác. Tên này đối với thân phận bọn họ rõ như lòng bàn tay, chứng tỏ đây căn bản không phải là một hồi ngẫu nhiên gặp gỡ. Thành thật khai báo, ngươi là ai, đi theo chúng ta có mục đích gì? Ngươi ít ở đây làm chuyện xấu. Nếu thực sự cao minh như vậy, tại sao không xuất hiện sớm và lại đi theo chúng ta trong suốt thời gian dài như vậy? Từ Dương bên cạnh Lăng Thanh Thủ có vẻ hoài nghi trước tốc độ nhanh của Ưng Khẩu và mối quan hệ sâu xa. Nhưng Từ Dương lại rất bình tĩnh, không cảm thấy kinh ngạc trước diện mạo kỳ lạ của kẻ địch này. Hứng thú đánh giá Ưng Khẩu, Từ Dương cười nói, vậy bạn hãy cho tôi biết bạn là từ phương nào
và đại diện cho phe phái nào đã tới gặp chúng ta. Thật không ngờ, Từ Dương lại tỏ ra rừng rưng như vậy, khiến Ưng Khẩu nhìn anh ta với ánh mắt khác biệt. Lão đại quả là lão đại, so với các con người bên cạnh còn mạnh hơn. Bạn Ưng Khẩu không che giấu được sự ngưỡng mộ. Được rồi, các bạn hãy cho tôi biết bạn đến từ Vân Trúc Đạo Châu. Là sứ thần được Thiên Vân Thần Tăng của Lăng Hàn tự phái gửi đến. Thần Tăng nói rằng Bạch Liên Tuyết, chủ tịch vạn năm trước, đã có một cuộc chiến lớn ở Lăng Hàn tự và chưa kết thúc. Khi Bạch chủ hồi sinh và rời khỏi Tề Châu, chúng ta nhất định phải đón tiếp. Bạch Liên Tuyết lo lắng khi nhắc lại vạn năm trước, không thể nghi ngờ rằng đó là cuộc chiến quyền lực của Tam Thiên Đạo Châu. Sứ giả Ưng Khẩu không chỉ ra và cử tay lên trời, một ánh sáng vàng xuất hiện từ lòng bàn tay anh ta. Bốn người trong nhóm của Từ Dương đã nhìn thấy một bức tượng nhỏ màu vàng được tạo ra từ đất sét trong lòng bàn tay của bạn Ưng Khẩu. Đó là... Không sai. Bạch Liên Tuyết nói với niềm tin. Nhóm của Từ Dương cũng hiểu ý nghĩa của điều này. Đó là mảnh vụn cuối cùng trong ký ức sâu nhất của Bạch Liên Tuyết. Bức tượng nhỏ này là một liên kết sâu sắc giữa Bạch Liên Tuyết và bí mật quan trọng của Tam Thiên Đạo Châu năm đó. Về việc nó xuất hiện ở Lăng Hàn Tự, chỉ có thể hỏi Thiên Vân Thần Tăng. Được rồi, các bạn đã lên thuyền, chúng ta cùng đi Vân Húc Đạo Châu. Từ Dương vẫy tay nhẹ nhàng, mời sứ giả Ưng Khẩu lên thuyền linh. Sau khi đi qua Tề Châu, đoàn người Từ Dương được dẫn dắt vào lãnh thổ Vân Húc Đạo Châu bởi một sứ giả. Nơi họ đến là Lăng Hàn Tự, nơi linh khí tràn đầy và rất ít người được nhận làm đệ tử. Một cái tiên vụ cần phải tìm được phương hướng để vào trong Lăng Hàn Tự. Dưới sự dẫn dắt của sứ giả, bốn người Từ Dương cuối cùng đã nhìn thấy Lăng Hàn Tự kim quang và trang nghiêm. Đầu tiên là một chút khí tức khi gặp phải không có động tĩnh trong chùa này sau một thời gian dài. Sau đó, một hàng mười mấy tăng nhân xuất hiện từ cửa chùa với vị Phật tu cao lớn ở hàng đầu khoảng 30 tuổi và sau đó là các Phật tu khác có tu vi nguyên thần cảnh. Nhìn trận thế này, làm cho Lăng Thanh Thù vừa rồi còn có chút nóng nảy hoàn toàn bình tĩnh lại. Không thể tin được. Ngay cả hòa thượng bình thường đều là nguyên thần cảnh. Không thể chọc vào. A-di-đà Phật, các vị từ phương xa đến đây, bần tăng mạn phép được tiếp đãi các vị. Từ Dương cười khẽ chắp tay, các hạ chính là Thiên Vân Thần Tăng. Đúng là ta, mời các vị vào trong. Đang lúc ba cô gái định bước vào trong, Từ Dương đột nhiên giang rộng hai tay. Vẻ mặt bình tĩnh ngăn cản ba người Bạch Liên Tuyết. Sư phụ, làm sao vậy? Từ Dương tựa tiếu phi tiếu, nhìn thần tăng mặc áo cà sa trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đùa giỡn. Hắn nói hắn là thần tăng. Các ngươi đã tin tưởng. Sao ta lại nhớ Phật môn thánh địa, không cho phép nữ tử dễ dàng tiến vào? Huống chi khí tức trên thân người này, bên ngoài nhìn trang nghiêm không có chút sơ hở. Nhưng ánh mắt của ngươi lại bán đứng ngươi. Nếu ngươi nói ngươi là hòa thượng bình thường ta có lẽ thật sự tin tưởng. Nhưng ngươi nói, ngươi là Thiên Vân Thần Tăng, đánh chết ta sẽ không tin đâu. Phật tu mặc áo cà sa trước mặt, đột nhiên lộ ra một nụ cười hung ác, chậm rãi giơ lòng bàn tay trái lên. Các hạ không hổ là người có thể khống chế vận mệnh Tề Châu. Tại hạ bội phục. Đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy sư huynh Vân Thiên của ta. Phật tu mặc áo cà sa đột nhiên tấn công, Phật môn công pháp vô cùng cường đại. Trong nháy mắt vỡ vụn trận hình bốn người Từ Dương trước mặt, khiến cho vị trí đứng của bốn người cưỡng ép bị tách ra. Một cỗ khí tức cường đại màu vàng sậm, bao phủ quanh thân áo cà sa Phật tu. Không thể không nói, người này lực lượng thật có tư cách để cuồng vọng. Người trước mắt này nếu thật sự là sư đệ của Thiên Vân Thần Tăng, khẳng định cũng không dễ ứng phó. Quan trọng nhất là, bốn người Từ Dương đến bây giờ còn chưa hiểu rõ tình huống. Tất cả, những chuyện này rốt cuộc là ý tứ của Thiên Vân Thần Tăng, hay là đã xảy ra chuyện gì khác? Từ Dương đưa tay lên không trung, so đấu với vị mặc áo cà sa thần bí này. Lực lượng cường đại va chạm với nhau trong nháy mắt bùng nổ, mười mấy cao thủ nguyên thần cảnh trong viện đồng thời ra tay. Lấy nhiều đánh ít. Chỉ sợ các ngươi tính toán sai rồi. Linh Giao cười lạnh một tiếng bay thẳng lên trời, dùng sức một người đối phó năm Phật tu. Hiện giờ nàng đã là nguyên thần cảnh đại viên mãn, một thế hệ thánh chủ lại có thiên kiếm hộ thể. Kiếm pháp tuyệt đỉnh chiến lực vô song, cũng không phải người mấy cái Phật tu trước mặt này có thể đối phó được. Kiếm quang rực rỡ tùy ý chém xuống, mang đến áp lực cực lớn với những tu sĩ trước mặt này. Không nhìn ra, mấy người các ngươi còn rất lợi hại. Nhưng thật đáng tiếc, tội đồ tiến vào Lăng Hàn Tự đều phải bị Phật pháp thanh tẩy. Vị cường giả mặc áo cà sa giống giận một tiếng, phía trên đỉnh đầu nhanh chóng tụ thành một chữ vạn to lớn. Âm thanh như hàng vạn Phật tăng xướng ra, tạo ra một áp lực cực lớn đến chấn áp linh hồn. Mọi người cẩn thận.
Đến đây thì cũng khép lại tập 64 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.